Ui giời anh em ơi, tự nhiên mò đấy con xe đạp ngon lành cành đào thật đấy. À, bây giờ mình cứ đạp xe điều hưu như thế này thì làm sao mà chị Bơ có thể bắt được mình đúng không? À, bây giờ mình sẽ đạp vòng vòng đến chỗ nào xa nhất có thể thì thôi. Ui giời, chị Bơ ơi, Huy Lơm lại ăn phải cái gì mà cứ ngáo ngơ thế nhở? Làm sao? Đứng giữa trời lạnh chang chang anh nhảy múa tung tăng ơi. Giỡn người à? Ôi giời, lắng qua chị Bơ khéo mình đi về đấy. Về chứ. Ê, về là về thế nào? Mọi người không thấy vui à? Bao nhiêu cái hôm mà trời 12 giờ trưa mà lại đen tối như 12 giờ đêm. Ngày hôm nay trời ánh nắng nó đã lên rồi, hay mình nghĩ cái gì chơi đi. Gì chơi á? Chả biết chơi cái gì bây giờ luôn. Dạo gần đây là tôi đọc được comment ở trên kênh của mình, là các bạn bình luận là anh chị hãy chơi trốn tìm bằng định vị phần 2. Thì ngày hôm nay hay là bọn mình chơi phần 2. Trốn tìm định vị phần 2 à? Nói chung là kết quả cái phần 1 thì cảm giác nó dễ quá. Bây giờ mỗi người một cái định vị thì tìm nhau quá dễ. Thế thì chị có cái đề xuất là bây giờ là người đi tìm được dùng định vị thôi. Người đi tìm được dùng định vị, còn người đi trốn thì không. Đúng, thế mới khó chứ. Một đề xuất hay, còn ai có đề xuất gì đâu? Đề xuất thứ hai là người đi trốn là phải được dùng những cái đạo cụ như kiểu là xe đạp, xe máy hay cái gì tất cả. Thì đồng nghĩa với cái việc là chúng ta không chỉ trốn ở trong công viên này nữa, mà chúng ta sẽ phải trốn ở trong toàn thành phố này ấy. Ai trốn càng xa thì người đi tìm càng vất. Đấy, thế bây giờ là chúng ta oản tù xì để xem ai đấy là người đi trốn ai đấy tính đấy. Mấy giờ rồi mà vẫn còn phải oản tù cái gì? Chơi vòng quay may mắn đi. Tôi đã chuẩn bị một cái vòng quay may mắn ở đây, đó chính là trốn tìm và trốn tìm đấy. Bây giờ chúng ta chỉ cần bấm một cái click vào đây để xem ai là người đi trốn và ai là người đi tìm. Rồi, cho bạn bấm trước. Tôi đây bấm trước à? Rồi, để xem ai sẽ là người may mắn đi trốn đây. Ai là người may mắn? Ai là người may mắn trốn? Trốn, trốn và trốn. Yes sir. Ôi giời ơi, lơ ra ngay cái trốn. Vừa mới nó tung pháo hoa ra là người trốn luôn này. Đúng rồi, đây là người trốn này. Chúng ta đã có một người chiến thắng tên là trốn. Rồi, đến lượt tôi. Đóng đúng không? Đóng đúng rồi. Rồi, okay, đến lượt tôi này. Bấm vào giữa này đúng không bạn ơi? Bấm vào màn hình. Ok, một đây bạn. Vô, một phát là trốn luôn. Ôi giời, thế là mình cũng là người chiến thắng à? Thế bây giờ chị hai người trốn rồi thì chắc là quay làm gì nữa? Yên phận, đi tìm nhé. Đi tìm nhé. Thế bây giờ bọn em đi trốn này. Bye bye, see you again. À khoan đã, trước khi trốn này chúng ta phần phải bật định vị cho chị Bơ biết trước. Chơi đi, chị có gọi là công cụ hỗ trợ rồi thì đây. Em chúng vào mắt. Cái phần mềm định vị của chúng mình sẽ là cái phần mềm này các bạn ạ. Đó, nó sẽ hiện lên vị trí của chúng mình đang đứng ở đâu. Và mình đang với cả chị Bơ đang đứng gần với nhau đây. Rồi, mình đấy. Với chị Bơ cũng đang đứng cạnh với nhau đây. Một cái đầu to và một cái đầu bé. Đấy, thôi được rồi. Chị Bơ thấy ok, cả la chưa? Ok, bây giờ cho hai đứa trốn lên chờ luôn. Chị cũng đẹp được. Đây, chị phải úp mặt vào sông quê. À nhầm, úp mặt vào người đá. Để bọn em còn đi trốn chứ. 10 phút nha. Đúng rồi. 10 phút à? Nhanh lên, chị nhắm mắt. Ok, đi. Nào, tính luôn từ 1 phút đầu tiên. 1, 5, 10, 15, 20. Bình tĩnh. Em phải bật đồng hồ đó chứ. Đây, bắt đầu tính giờ này. 5, 10, 15, 20, 30. Bây giờ là bắt đầu công cuộc đi tìm. Thấy không biết bọn này nó trốn ở đâu ta. Quên mất. Mình có cái hỗ trợ này mà. Chỉ đi đường này. Trên map này đang bảo vị trí của Wheeler là gần nhất này. 4 cách xa đây tận mấy cây số này. Ôi trời ơi, công viên 29 tháng 12 đây rồi. Thế nhưng mà Wheeler ở đây. Ô quái lạ, bây giờ đi tìm Wheeler. Vòng lại đường này. Ôi bạn ơi, bạn đi chỗ đi chỗ đi chỗ đi. Ôi trời ơi, bảo vệ cái gì? Bạn chạy hướng kia sao bạn lại đâm thẳng vào tôi được thế? Tôi bạn chạy hướng kia tại sao bạn lại đâm vào tôi được? Thì tôi vòng mãi về đây. Tôi đi tiếp. Mệt quá. Từ nãy giờ không tìm được một góc nào trốn, mà cũng không tìm được phương tiện để đi. Thế mà đặt ra thử thách chạy xuyên quanh khu vực thành phố này thì làm sao mà chạy được? Ủa, một cái ván trượt. Xem nào. Ui, vẫn còn đủ 4 bánh. Ui,
bánh lăn vẫn ngon chết như này sao lại vứt bỏ đi, phí phạm của trời quá. Phương tiện đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ui, chắc không ai thấy gì đâu. Tự nhiên con vợ Huy Lơ chạy ra đây đi vệ sinh. Ngảo thật đấy. Có cả cái váy ván trượt ngon. Cuộn luôn. Ôi trời ơi. Ôi trời, nhẹ cả người. Lúc là không gì thoải mái bằng việc à. Đấy đã thì kịp thời. Tôi đi trốn tiếp. Ván trượt của mình đâu á nhở? Vừa mới để đây đâu. Trời ơi, ông mà bắt được thằng nào mà lấy cái ván trượt của ông là ông băm. Đây đúng rồi, nó chỉ mình đối diện với Wheeler, lại còn đi cả vào đây. À, gần đến Wheeler rồi, gần đến Wheeler rồi. Wheeler. Ôi không, cái map này nó chỉ nhầm mình rồi không ạ? Nó báo mình chập với Wheeler luôn này. Thế nhưng mà ôi không, đâu rồi? Ôi, Bun lại còn gần mình nữa này. Hỏng rồi. Đi tìm tiếp thôi. Ôi không. Kìa, đẩy chú đi. Lên đi. Ây ôi giời ơi, cái gì đây? Ôi, ông anh à, ông anh đang làm gì đây? Anh đang chơi điện tử em ơi. Ờ, anh chơi đi nhá. Ôi giời ơi, ông anh đang làm ngon lành cánh đáo ấy nhở. Ông anh, ông anh, ông anh. Sao? Ôi anh chơi game gì? À đây nó kìa bắt anh. Ui giời, ông anh. Ông anh à, em mượn cái xe này. Nè, đi đi em ơi. Có gì đâu em ơi. Cảm ơn em, ông anh nhá. Ok ok. Lên đi em ơi. Lên đi. Đúng rồi, bắn đi kìa. Để ông bắt được thằng nào cầm cái ván trượt của ông nhá. Ông mà mới được là ông băm 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 băm. Đây rồi. À, dám ăn trộm mà. À đi, bắn đi. Tao bảo kia, tao bắn đi. Ơ, kìa. Bắn đi. Chẳng chủ trời ơi. Ông anh ơi. Cái gì? Ông anh đi học có ai dạy ông anh là không được lấy đồ của người khác không? Không em ơi. Không à? Sao thế? Thế thì ông anh vô giáo dục rồi, ông anh ăn trộm ván của em là như này là hỏng rồi. Cái gì đấy? Ông anh cũng muốn em vặn cho một cái không? Mà tao ở đây từ đầu, tao có biết là gì đâu hả cái thằng này? Ồ, thế anh đừng có mà điêu. Ván trượt để trước mặt anh thì anh không lấy thì ai lấy? Rồi, mình quyết tâm đi tìm. Ô, Bun gần mình đây này. À không, đây là Wheeler mới đúng. Trước đây mình... con lạ này. Chị bắt được mày rồi nhá. Ông anh có lớn mà không có khôn là đi học cô giáo không dạy là không được ăn trộm đồ. Mày bây giờ hơi à? Ai bắt được rồi nhá, bây giờ nha. Cái gì đấy? Giải tài ông ấy. Giải ấy. Em là người chị bắt đầu tiên đấy. Ê, em chưa trốn được gì mà đã bị bắt. Tại cái ông kia nhất đừng gì tôi bắt. Ai bảo trốn bằng cái này tự nhiên đi. Bằng cái này ở đâu đây? Ăn trộm đâu đây? Em không ăn trộm. Không ăn trộm mà tự nhiên có cái này. Em nhặt được ở thùng rác thôi. Thế bây giờ người ta bỏ đi là cũ người mới ta. Thế là bây giờ bị bắt rồi đúng không? Thế bây giờ thì biết Huy Bun ở đâu không? Có chết thì em cũng không bảo Bun ở đâu. Chị chia cho 20-80. 20-80. Trời, 30-70. 30-70. Hạn cuối là 40-60 cho thì đi không trời. Thôi. Đi. Đấy, 60-40 là bây giờ em nãi quá còn gì á. Bây giờ em chỉ chỗ chị của Bun đi. Chỗ, chỉ chỗ chị cho Bun á, để em gọi điện cho Bun xong rồi em bảo chị đang đứng gần em nhá, để cho Bun cho dạ. Ăn 40% mà nói thế à? Chị bây giờ bảo thế mà. Bây giờ làm nào biết Bun ở đâu? Ok, chị đi tìm, chị có định vị mà. À nhờ, quên mất là mình có cái định vị. Đấy, bây giờ mở nó lên. Ui. Ôi, cách hẳn một găng tay, hẳn một cái màn hình. Ôi trời ơi. Cái này thì khéo đi lên Lào Cai mất rồi chị ạ. Chỗ này thì đi bộ có đến sáng mai không tìm thấy Bun. Bây giờ đi bằng gì nhỉ? Đi bằng cái này. Anh đi xem. Đi cái này em cõng chị lên. À đây chị thử lên đây. À thế này không, đây, không, em có ý tưởng nào khác không? Này, đi nhanh này chắc chỉ có một là đi xe máy, hai là đi ô tô. Đúng, đúng. Một là đi xe máy, hai là đi ô tô à? Em nghĩ là đi xa này chắc là Bun là bắt xe buýt đi đâu rồi. Bắt xe buýt thì bây giờ mình đi ô tô. Đi ô tô. Let's go. Nhà không có gì ngoài điều kiện, đi tìm. Ui giời anh em ơi, tự nhiên mò đấy con xe đạp ngon lành cành đào thật đấy. Đấy, bây giờ mình cứ đạp xe điêu hưu như thế này thì làm sao mà chị Bơ có thể bắt được mình đúng không? Đấy, bây giờ mình sẽ đạp vòng vòng đến chỗ nào xa nhất có thể đi thôi. Anh em ơi,
vừa cầm cái máy quay này vừa đi nó hơi nguy hiểm một tí. Nên là khuyến cáo anh em không được làm theo video nhá. Rồi, lên xe chị vợ. Lên xe. Mở khóa đi, khóa xe rồi. Hả? Chị đấy. Được rồi, lên, 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 lên luôn. Ok. Đi đâu chị vợ? Em có biết lái không đấy? Ôi, chị cứ tin tưởng em. Cẩn thận nhầm chân gà với chân xanh nhá. Với cái tình hình là cứ đạp xe đạp như này thì là có mà mệt mà hơi tai mất anh em ạ. Nên là thôi, mình có kế mới rồi. Anh em theo chân mình nhá. Và các bạn ơi, bây giờ thì hiện tại bọn mình đang đi tìm Bun. Và Bun cách mình... Ôi giời ơi! Từ từ mình sẽ... Ôi giời ơi! Ôi giời ơi, mình phải zoom. Zoom bé tí tí mới nhìn thấy Bun này các bạn. Cách xa hẳn, ôi giời ơi, hẳn một căng cây như này này. Ôi giời ơi, thôi được rồi. Bây giờ chúng mình sẽ gọi là tập trung lái xe để tìm Bun. Rồi, và hiện tại mình đã phóng ở trên con xe Mustang rồi anh em ạ. Đấy, anh em thấy gì chưa? Con xe này mà trốn nha thì có mà vút trời mây luôn, đỗ chi bơ tìm được. Rồi bây giờ mình sẽ lên đường và phóng. À, trước khi đi xe máy anh em nhớ phải đồ nó bảo hiểm cho mình nha. À, nó phải đoàn hoàng như này anh em ạ. Rồi, đi thôi, let's go. Em ơi, tín hiệu là gần đến Bun rồi. Em có biết đường không? Em biết đường mà. Đây, chỉ cần đến rồi đây này. Đâu. Ui, gần phết rồi đấy chứ. Nói chung là cự ly là cũng gần gần rồi. Còn bây giờ là đến để bắt sống Bun thôi. Ít sai. Thế là mình đã chạy thoát khỏi chị bơ khá là xa rồi anh em ạ. Hiện tại mình đang ở trên một cái cây cầu. Rồi, bây giờ mình sẽ phóng đi xa vút tầm mây luôn để chị bơ có mà tìm được mình. Còn lâu đi anh em ơi. Rồi, phóng thôi. Đấy, gần đến nơi còn còn dừng đèn đỏ chị bơ ạ, cay thật. Chị thấy là ba kim bắt đầu chập một rồi đấy. Đây này. Thế chắc là mình gần đến Bun rồi. Bây giờ là mình sẽ phải tìm quán nào đó để bắt sống Bun. Rồi, và điểm biến tiếp theo của mình đó chính là cổng trường cấp 1. Để tôi đến đây để ăn xin bạn anh em ơi. Chị bơ đến chị bơ chỉ có việc thanh toán tiền thôi nhá. Rồi, vào đây gọi đồ đã. Đây chị bơ ơi. Đúng rồi em ơi. Thế mà chị bảo ngoài đường. Em thế gì mà trong ngõ này. Vẫn tiếp tục đi thẳng đây này, gần đến rồi. Ui. Đấy nha, đấy nha. Chị thấy là nó đâu đây đây này. Mình bây giờ mình ba kim là chập một rồi. Bây giờ em cứ đi thẳng của chị. Đâu. Theo phương châm là đâm thẳng xuyên thủng. Đâm thẳng xuyên thủng mà. Ôi, ta đang ở đâu đây? Ai không? Sao lại ra cổng trường ấy? Cổng trường à? Có thấy ai đâu? Mà thấy báo Bun ở đây này. À, ôi em ơi, em chị thấy. Đâu. Chị thấy ai ạ? Áo đỏ đỏ nhìn quen. xuống nhanh lên. Em bắt được ngay, em biết ngay mà. À, đây trốn rồi. Trốn kiểu gì vừa đây ăn mảnh đi. Ôi thế sao ngủ đây? Đồng hồ báo qua 10 phút. Thì mình đi trốn đủ 10 phút là mình thắng, mình đến đây ăn thì tí thì ai thua người ấy trả tiền đi nhỉ? Chị bắt được rồi, bây giờ chị không phải là người trả tiền nữa, bây giờ hại được. Nhưng mà quan trọng là hết thời gian bắt em rồi. Em ngồi đây chồng chưa chờ Miller trả tiền. Thế thì Miller trả tiền. Thế sao em lại trả tiền? Tại vì em thua em bị bắt đấy. Bạn bị Miller bắt à? Kể luôn, tại một cái ông mà ông ấy cứ ngồi đánh điện tử xong rồi ông ấy còn ăn trộm cả cái ván trượt của tôi nữa chứ. Thề. Thôi được rồi, chị đi gọi đồ. Thề luôn, không phải tại ông ấy, khả năng bây giờ tôi phải đi sang Lào với Campuchia rồi đấy. Ông đừng có văn. Ông văn ít thôi. Chuẩn bị mà trả tiền đi. Rồi, làm tí gọi là tương và ớt chị bơ. Chị xin. Thế của tôi đâu? Đây là của tôi. Của bạn đâu thì... Thua còn đòi hỏi. Rồi, thì các bạn ơi, khả năng là bây giờ đến cái giờ lo và say rồi. Chúng mình xin phép kết thúc video đây thôi. Và như các bạn nhớ like video và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Và đặc biệt là xem quảng cáo nha. Rồi, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.